Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay đi lúc đầu ăn cũng nhiều ấy, cũng được tầm khoảng gần man ấy. Đó là sao tham quá nó lên tận 400 không nghỉ. Hôm nay nãy được có 2/7. Ôi thế cũng được 2/7 được. Hôm qua thua mất 2.5 thôi, hôm nay gỡ dần vậy. Chắc là khách ít nên là quán không có ưa nhiều nên là không có lãi mấy. Thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Anh em Pachinko gặp nhiều may mắn. Hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.